Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã được trích xuất từ nơi đang thi hành án về trại giam Chí Hòa, Công an thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 4 bị cáo gồm: Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên đại học, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam và Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam và hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, không kháng cáo mức án sơ thẩm đã tuyên và có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Bà Hằng bị bắt giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trước đó, do chỉ một người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt cùng hai luật sư, còn tất cả các bị cáo có kháng cáo vắng mặt nên phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra chiều ngày 11 tháng 3 phải hoãn. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 30 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng 18 tháng tù. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội, thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân của 10 cá nhân. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đã tạo lập quản lý các trang mạng xã hội, chuẩn bị nội dung, từ đó cấu thành hành vi đồng phạm. Bị cáo Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có 3 dự án BT xây dựng chuyển giao tại sân bay Nha Trang. Ba dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, gây bức xúc dư luận bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. Ba dự án do tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư gồm dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Thanh tra chính phủ kết luận ba dự án BT tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn thực hiện đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được thủ tướng chấp thuận tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, thời gian thực hiện các dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017. Mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt về dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức đơn giá biện pháp thi công làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn tháng 12 năm 2015 khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình, khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án khu đô thị và dự án BT đổi đất, hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017 nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014. Chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023. Giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là như vậy nhưng đến nay dự án chỉ mới thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn. Hai dự án gây nhiều khiếu nại tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất giao cho Phúc Sơn thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2, đến nay cũng thành dự án treo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính. Mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 tại công ty Than thống nhất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam KTP ở thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh xảy ra sự cố tại gương lò XV5140 số 2 phân xưởng đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Lò đào nơi xảy ra sự cố có diện tích 23 m2 chống thép SVP27, bước chống 0,5m trên một vị. Lò đã được đào 240m trên thiết kế 380m, bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tàng. Bốn công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh, Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987, trú tại Đoan Hồn, Phú Thọ, Tạ Văn Nhâm sinh năm 1990, Trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên, Lê Văn Huyên sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các lãnh đạo TKV, Công ty Than thống nhất có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc, các cấp chính quyền, công ty than thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chú đáo. Sáng cùng ngày, ông Nghiêm Xuân Cường, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người. Trong tỉnh tử vong 18 triệu đồng một người ngoài tỉnh tử vong hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ trước đó tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân tử vong sự việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại phân xưởng khai thác 3 công ty cổ phần thang vàng danh thời điểm xảy ra vụ việc địa bàn xuất hiện nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30 đến 70mm dẫn đến khu vực này bị ngấm nước Quá trình nhóm công nhân làm việc bị bùng và thang trôi tự thượng vận, chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong.